Anh Long, sao lâu rồi anh không đến vậy? Thành Long. Vừa nãy quên mất, hai món đặc sản là các người. Hôm nay tôi muốn nếm thử người phụ nữ của Nguyễn Minh Luân rốt cuộc là có hương vị như thế nào. Các em nói đi, Nguyễn Minh Luân sẽ thích ai trong hai người họ? Tất nhiên là tôi. Chị Phùng hung dữ như vậy, lão đại sẽ không thích chị ta đâu. Được, vậy thì bắt đầu. Từ cô đi nhé. Ông dám. Lão đại chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông. Tôi nói cho cô biết, cho dù Nguyễn Minh Luân không ngủ đi nữa, cũng không lo cho cô nổi. Tôi khinh. Tôi tin anh ấy. Lão đại chắc chắn không gặp chuyện gì. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết một điều rằng người phụ nữ của Nguyễn Minh Luân đang ở chỗ tôi. Sướng đến mức nào. Buông Tiểu Ngọc ra. Cầm thú, thả Tiểu Ngọc ra. Buông ra Phùng Ngân. Buông cô ấy ra. Dám chạm vào người của tôi, tôi liều mạng với anh. Tên giả thối tha này. Đủ rồi. Châu Tùng, cả hai đứa bây. Ba nuôi, con xin lỗi, con không muốn làm công cụ của ba nữa. Châu Tùng, cậu từ nhỏ không cha không mẹ, là tôi chăm bẵm cậu lớn lên. Vậy mà giờ đây cậu phản bội tôi. Ông chẳng qua là muốn chúng tôi cam tâm tình nguyện làm con rối cho ông, sau đó thỏa mãn tham vọng của ông. Có tin rằng tôi sẽ đánh cậu không? Người đâu? Người đâu? Người của Thanh Long đã bị chúng tôi xử lý cả rồi. Không thể ngờ Thanh Long tôi sáng suốt cả một đời lại có ngày ngã ngựa trong tay đám lót chót các người. Muốn trách thì trách các người đã làm quá nhiều chuyện hát. Anh là người phụ trách sao? Tên nhóc thối cậu là ai vậy? Ông đây là ai? Đến lượt cậu hỏi sao? Thanh Long Bang đã được tôi tiếp quản rồi. Anh Long của các người đó đã là quá khứ rồi. Cậu là thằng quỷ nào vậy? Cậu chán sống rồi phải không? Dám làm loạn nơi của anh Long. Cậu chán sống rồi hả? Tôi phát hiện dùng vũ lực giải quyết vấn đề thiệt là đơn giản mà. Cậu đợi đó cho tôi. Cậu chờ người của Thanh Long đến đi. Tôi sẽ cho cậu không còn một mảnh vụn. Châu Tùng, nhanh, nhanh chóng giải quyết người này cho tôi. Thanh Long Bang nghe lạnh. Châu Tùng, anh nói nhảm gì vậy? Xử đẹp hắn ngay đi. Chào lão đại đi. Chào lão đại. Cái gì? Không thể nào được. Mở đôi mắt chó của cậu ra, nhìn cho rõ ràng. Thanh Long Bang đã được Nguyễn lão đại thu phục rồi. Nếu còn muốn giữ mạng, còn không nhanh đi qua xin lỗi. Cậu ta là Nguyễn lão đại. Nguyễn lão đại đã thu phục Thanh Long Bang. Nguyễn lão đại. Nguyễn lão đại. Tôi sai rồi. Tôi nghe nói anh hào hoa phong nhã. Chỗ này của tôi, đồ chơi hay phụ nữ, chỉ cần anh muốn là có ngay. Tôi sẽ sắp xếp cho anh ngay bây giờ. Cái quần gì vậy? Tôi nói cái này nè. Các người nghĩ tôi là người thế nào vậy hả? Nguyễn lão đại, bây giờ tôi đi gọi người tới.
Nguyễn lão đại, đến đông đủ cả rồi. Xin anh hãy tha cho tôi. Tất cả các người, cả ngày đều ăn uống chơi bời, chẳng có chiêu mới gì cả. Các em gái xinh đẹp, bắt đầu từ hôm nay, mọi người được tự do rồi. Đi đi. Mau đi đi. Cảm ơn. Tại sao vậy lão đại? Bọn họ là cây dụng tiền đó, không thể để họ đi được. Người đâu? Có, mang ra chỗ khác đi. Vâng. Lão đại. Đừng mà. Lão đại. Nguyễn lão đại. Nguyễn lão đại. Mơ mơ màng màng trở thành lão đại. Không ngờ lại thu phục được Thanh Long. Càng ngày càng mạnh. Buông ra, Phùng Ngân. Đồ vô dụng. Tiền phẫu thuật cho em gái cũng không trả nổi, còn giả vờ gì nữa. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Băng tận 4 vòng rồi. Để tự tôi làm. Lão đại, anh sao vậy? Chuyện lần này cũng xem như kết thúc rồi. Nhưng chuyện này khiến tôi hiểu ra một đạo lý. Phụ nữ càng xinh đẹp, càng giỏi lừa người khác. Đúng không? Lão đại, có phải anh đã để ý Lê Đại Tiểu Thư rồi đúng không? Đúng là cô ấy rất xinh đẹp. Nhưng người trong lòng tôi không phải cô ấy. Không sao, sau này cô ta sẽ không lừa anh nữa. Thiếu gì người lừa tôi, đâu chỉ riêng cô ấy. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây, cô không được đi. Tiểu Ngân, tôi chỉ muốn làm một người bình thường, không muốn làm lão đại gì cả. Rốt cuộc cô có chịu hiểu không vậy? Lão đại, những gì anh đang nói, tôi nghe không hiểu. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Nguyễn Minh Luân, sao lại là anh? Được rồi, ở đây không có ai khác, đừng giả vờ nữa. Tôi biết cậu là nội gián, nhưng tôi không muốn làm hại cậu. Nào, cậu đi đi. Con người anh vô cùng hiểm ác, thủ đoạn tàn nhẫn. Sao có thể thả tôi đi được? Tôi cũng không biết phải giải thích với cậu thế nào. Nhưng cậu nhớ lấy, tôi không phải Nguyễn Minh Luân. Tôi chỉ là một người bình thường. Nhà tôi còn có một em gái nữa. Anh không phải là Nguyễn Minh Luân. Vậy tại sao nhìn anh lại giống hệt anh ta? Chuyện này thì nói ra dài lắm. Cậu chuẩn bị tâm lý đi. Chuyện này vô cùng phức tạp. Tôi nghi ngờ họ đã đưa tôi đi phẫu thuật gương mặt. Ngay cả thân hình của tôi hay giọng nói của tôi đều đã bị thay đổi. Tôi nhớ tôi trước kia không đẹp trai được như vậy. Ai ở trong đó vậy? Mau ra đây. Là tôi. Lão đại, ra chỗ khác. Gọi Phùng Ngân đến đây cho tôi. Dạ thưa anh. Anh diễn vai lão đại này không tồi nhỉ. Bọn họ có vẻ rất sợ anh. Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. Được rồi, cậu đi đi. Đi thôi. Nhớ lấy, nhất định phải quay lại cứu tôi đấy. Anh đợi tôi nhé. Rốt cuộc mình là ai đây? Lão đại, anh tìm tôi. Bây giờ thì hết chuyện rồi. Cô đi đi.
Lão đại, Phạm Tuấn đâu rồi? Có phải anh thả hắn ra rồi không? Đúng là tôi. Anh có biết hắn là người của đội điều tra đặc biệt không? Anh thả hắn ta ra thì chúng ta coi như xong. Xong thì xong thôi. Đã sao chứ? Dù gì thì những việc chúng ta làm cũng đâu quang minh chính đại gì. Ý anh là sao hả? Người đẹp, tôi có phải Nguyễn Minh Luân hay không? Cô phải rõ hơn tôi chứ. Từ lúc tôi vừa tỉnh dậy đã bắt đầu tẩy não tôi rồi. Cái gì mà tôi ở trên, cô ở dưới, cái gì mà bạn tâm giao, đều là dối trá hết. Cô chỉ muốn điều khiển tôi, để tôi thế thân cho Nguyễn Minh Luân thật sự. Nhưng cô không ngờ tới mớ hỗn độn mà các người bày ra đã bị tôi dọn sạch rồi. Đừng có nói bậy bạ. Anh chính là Nguyễn Minh Luân, vẫn muốn lừa tôi. Được thôi, vậy chúng ta đi xét nghiệm DNA xem tôi có phải là Nguyễn Minh Luân không. Tôi biết các người có khả năng một tay che trời. Vậy cô có cách nào thay cả máu trong người tôi không? Lão đại, anh đừng kích động. Chắc là chuyện của Thanh Long Bang làm anh lo sợ rồi. Kích động hả? Tôi có kích động sao? Tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi đang rất tỉnh táo. Chuyện này chúng ta nói sau đi. Đi đi, mau lên. Các người tính kế hại tôi như vậy, không sợ mới hỗn độn này không ai dọn sao? Anh dám thả Phạm Tuấn đi, anh có biết anh đã hại tất cả chúng tôi không? Tôi không quan tâm người khác. Phụng Ngân, đừng cố giả vờ nữa. Nếu không phải lão đại cần anh, tôi thật sự muốn bóp cò đấy. Bây giờ chúng ta đang cùng ở trên một con thuyền, sắp không ở cùng nữa rồi. Mau để Nguyễn Minh Luân thật đổi lại với tôi đi, để anh ta xử lý mọi chuyện đi. Anh nghĩ anh đi được sao? Cô nghĩ tôi không đi được sao? Chỉ cần tôi còn sống, anh nghĩ tôi sẽ để anh đi sao? Được thôi, làm đi. Làm đi, bắn tôi đi. Anh đừng ép tôi. Đừng ép tôi mà, cô mau nổ súng đi. Bắn đi, anh đừng ép tôi nữa. Nguyễn Minh Luân trước kia là người như thế nào vậy? Anh ấy rất quyết đoán, không chút cảm tính. Vậy trước đây em nói hắn vô cùng háo sắc, có thật không? Người em nói lúc đó là anh đấy. Cái đó chỉ nằm trong kế hoạch thôi. Anh không cần giải thích, em biết mà. Anh không phải người như vậy. Đúng ra người thiệt thòi nhất là anh mới phải. Anh mới là người. Có phải anh thích em không? Nguyễn Minh Luân, ra đây cho tôi. Quỳ xuống. Nguyễn Minh Luân, cút ra đây cho tôi. Lão đại, cứu em. Làm gì vậy? Ôi trời ơi, một người trên giường, một người dưới đất. Lão đại, tình huống như này có vẻ không công bằng đấy. Lâm Tân Thành, việc cậu trước đây cấu kết với Thanh Long Bang, tôi vẫn chưa tính sổ với cậu. Hôm nay cậu lại đến đây gây chuyện, nhưng anh đã thả Phạm Tuấn đi. Làm sao? Anh muốn tự hại mình, còn phải nhờ anh em chịu tội thay cho anh sao? Lão đại,
Chúng tôi ở đây để kiếm tiền, không phải tự mình hại mình. Đúng đó, được rồi. Chuyện liên quan đến Phạm Tuấn, tôi tự biết tính. Nói thật cho các người biết, Phạm Tuấn là người của tôi. Tôi đã để cậu ấy mang chứng cứ giả đi. Như vậy chúng ta có thể đánh bại Thanh Long Bang, để bọn họ chịu tội thay cho chúng ta. Nguyễn Minh Luân, cậu đang làm cái quái gì vậy? Lão đại, cứu em. Cứu em, lão đại. Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc ơi, gặp ác mộng sao? Lão đại. Nào, uống nước đi. Lão đại, cảm ơn anh đã cứu em. Nói cái gì thế? Mau ngủ đi. Tay anh còn đau không? Nhảm nhí. Em thử nắm lấy con dao xem. Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, vài ngày là khỏi thôi. Tay của anh, ai đã băng bó cho anh? Chị Ngân sao? Để em xem nào. Thôi đừng xem nữa. Em xem một chút thôi. Em mau ngủ đi. Băng bó trả ra làm sao cả. Em có thể băng bó lại. Em nhẹ thôi. Đau đấy. Anh chính là không thích em. Anh đi tìm người anh thích đi. Tiểu Ngọc, mệt thật đấy. Dù sao thì mình cũng là kẻ thay thế, có thể sống ngày nào thì sống ngày đó. Tiểu Ngọc, không giận nữa sao? Tiểu Ngọc, cô gái nhỏ, không được giận dỗi linh tinh nữa. Phùng Ngân, sao em lại đến đây? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Phim Châu Á. Em ở đây canh chừng anh, không để anh đi. Em thế này đâu phải canh chừng anh. Em rõ ràng đang là thử thách anh. Tùy anh nghĩ thôi. Được. Vậy anh hứa với em, tối nay anh sẽ không đi nữa. Vậy còn sau này? Ngày mai anh sẽ đến bệnh viện thăm em gái anh. Em ấy bị tai nạn xe, phải làm phẫu thuật. Anh cũng không biết tình hình như thế nào. Không, anh không thể ra ngoài. Quá nguy hiểm. Em thật sự muốn anh thế mạng cho Nguyễn Minh Luân sao? Không phải. Bây giờ anh đang mang khuôn mặt này, anh có biết có bao nhiêu tai mắt xung quanh không? Ít ra ở đây em có thể bảo vệ anh. Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi sao? Đây là sứ mệnh của em. Em sẽ luôn bảo vệ anh. Em sẽ luôn bảo vệ anh cho đến khi anh thế mạng thành công, đúng không? Em không có. Anh biết. Lão đại, ai cho em vào? Tối qua anh với chị Ngân đã làm gì? Hãy thành thật khai báo. Không có gì cả. Ít hỏi lại đi. Biết ít lại đều là vì bảo vệ em. Tôi ra ngoài trước. Này, chị Ngân, lão đại mới mua chiếc xe, cùng đi hóng gió đi. Tôi còn có việc, không đi đâu. Tiểu Ngọc, sao em lại tự tiện lấy đồ của anh vậy? Trả lại cho anh. Thật thiên vị. Em cũng là vợ chính thức của lão đại. Tại sao lão đại lại không cùng em qua đêm chứ? Càng nói càng quá đáng rồi đó. Không nói với anh nữa, em đi hóng gió đây.
Anh nhất định phải đi tìm em gái của anh, đúng không? Nói thừa. Anh đương nhiên phải đi. Được. Có thể đi. Nhưng em phải đi theo. Với cả, anh chỉ có thể nhìn em ấy từ xa. Được thôi. Anh nghe em hết. Anh nhớ là ở đây. Không thể sai. Y tá, xin hỏi, cô gái ở giường 19 đâu rồi? Giường 19 sao? Mấy ngày trước xảy ra tai nạn xe, còn đang chờ phẫu thuật. Xin lỗi anh nhé. Thông tin cá nhân của bệnh nhân không thể tùy tiện tiết lộ. Cái gì là tùy tiện tiết lộ? Cái gì mà thông tin cá nhân? Không phải, cô là y tá kiểu gì vậy? Xin lỗi, tiết lộ cái gì chứ hả? Tôi nói cô đấy, cô là y tá kiểu gì chứ? Làm việc kiểu gì thế? Làm gì vậy? Có phải anh nhớ nhầm không? Vốn dĩ anh không có em gái gì cả, không thể nào. Bọn anh bên nhau từ nhỏ đến lớn. Chuyện khác anh có thể không nhớ, nhưng chuyện này anh không thể nhầm lẫn được. Chúng ta ra ngoài như vậy rất nguy hiểm. Mau về thôi. Tại sao em cứ ngăn cản anh tìm em gái vậy? Có phải em đã biết gì không? Em chỉ là lo cho anh thôi. Lo ư? Đừng tự lừa dối mình. Cô có biết là lúc cô nói dối, cô còn không dám nhìn vào mắt tôi không? Em thật sự không biết. Phùng Ngân, đến tận lúc này rồi mà cô vẫn còn lừa tôi sao? Rốt cuộc là có đối xử thật lòng với tôi không? Hay tối hôm qua cô chỉ đang lừa tôi thôi? Em không có. Được. Vậy cô nói cho tôi biết, rốt cuộc là mấy người có làm hại Chu Diệp hay không? Có lẽ không được tính là làm hại. Cái gì mà có lẽ? Theo thông tin em nhận được, cô ấy đã bình phục và xuất viện rồi. Vậy thì tốt rồi. Tôi nhớ được nhà của em ấy ở đâu. Tôi về nhà tìm em ấy. Không được. Tôi chỉ muốn nhìn em ấy một cái thôi. Nhìn một cái là tôi yên tâm rồi. Đừng ép em nữa. Được không? Cô cũng đừng có ép tôi nữa. Được không? Tôi nói cho cô biết, tôi nhất định sẽ tra rõ chuyện này. Cô ấy đã được anh của mình đón đi rồi. Tôi mới là anh trai của em ấy. Tôi hiểu rồi. Mấy người bị điên rồi đúng không? Vậy mà dám để Nguyễn Minh Luân mang khuôn mặt của tôi đến làm anh trai của Chu Diệp. Lão đại tự có chừng mực của anh ấy. Để không đánh rắn động cỏ, anh ấy sẽ không làm hại Chu Diệp đâu. Em xin lỗi. Để một người như vậy sống chung với em gái của tôi sao? Anh ấy không gần gũi với phụ nữ đâu. Nhưng anh ta cũng là một tên đàn ông mà. Với đám người vì lợi ích mà hãm hại người khác như các người, tôi thật sự là không còn gì để nói nữa. Phùng Ngân, hai chúng ta căn bản không cùng một loại người. Chu Dũng, xin lỗi, tôi buộc phải đi. Tôi xin cô, đừng có đi theo tôi nữa. Tiểu Diệp, em gái Chu Dũng, Chu Diệp, Tiểu Diệp, anh này, anh là ai vậy? Tiểu Diệp là anh đây, anh là Chu Dũng đây. Anh biết là bây giờ anh có nói gì thì em cũng không tin, nhưng anh không có thời gian để giải thích với em. Thả tôi ra, anh làm tôi đau. Tiểu Diệp, anh xin lỗi, nhưng lần này anh không thể nghe em được. Bây giờ em đang gặp nguy hiểm, em phải đi theo anh ngay. Anh ơi, đi thôi, mau đi, bỏ tôi ra. Thả em gái tôi ra. Tiểu Diệp, ra đằng sau anh đi. Nguyễn Minh Luân, cái thằng khốn, anh để tôi chịu chết thay cho anh thì cũng thôi đi, giờ anh lại muốn chiếm lấy em gái của tôi. Cậu là người ở đâu tới vậy? Nói lung tung cái gì thế? Tôi không hề quen biết cậu. Tôi mới là anh trai của Tiểu Diệp. Anh mà bắt nạt Tiểu Diệp thì tôi liều mạng với anh. Này cậu, nếu cậu còn không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát đó. Anh ơi, chúng ta mau báo cảnh sát đi.
Em sợ quá. Tiểu Diệp, anh là Chu Dũng. Anh là anh trai em. Tôi chưa bao giờ gặp một tên điên như cậu. Tôi không biết anh. Anh mau đi đi. Tiểu Diệp, cậu mà còn không đi nữa thì chúng tôi sẽ báo cho đội điều tra đặc biệt đó. Cậu không phải là tội phạm có tiền án đang chạy trốn đâu nhỉ? Tôi nói cho cậu biết, đừng hòng có ý đồ gì với em gái Tiểu Diệp của tôi. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu không trốn dung thân. Nguyễn Minh Luân, cái đồ khốn. Anh ơi, em khó chịu quá. Tiểu Diệp, đừng đụng vào em gái tôi. Trước tiên chúng ta đừng kích thích con bé. Từ nhỏ tim của Tiểu Diệp đã không được tốt. Anh ta đang nói cái gì vậy? Sao anh ta biết được tim của em không khỏe? Nguyễn Minh Luân là ai? Ai mà biết? Cái tên điên này đang nói vớ vẩn cái gì chứ? Chúng ta mau báo cho đội điều tra đặc biệt đi. Cút mau. Được, tôi cút. Nguyễn Minh Luân, tôi cảnh cáo anh. Nếu anh dám làm hại Tiểu Diệp, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Mau cút. Tiểu Diệp, để anh đưa em vào nhà. Đi thôi. Nếu Chu Diệp và cậu ta nhận ra nhau thì nhất định sẽ làm hỏng chuyện lớn của mình. Bây giờ mình không thể đi dưới ánh mặt trời được nữa. Hang ổ lừa đảo vậy mà lại trở thành nơi trú ẩn duy nhất của mình. Rốt cuộc nơi đâu mới là nhà của mình đây? Nguyễn Minh Luân, trong lần hoạt động bí mật này đã xảy ra một chuyện khiến tôi không thể tưởng tượng được. Vụ lừa đảo cực lớn này sắp thu lưới. Chúng ta đã tìm được bằng chứng. Lẽ nào còn có chuyện gì nữa sao? Tôi nghi ngờ tên Nguyễn Minh Luân trong hang ổ lừa đảo không phải là Nguyễn Minh Luân thật. Thưa sếp, nghĩa là sao? Cái tên Nguyễn Minh Luân này làm việc rất kỳ lạ. Anh ta vậy mà còn đích thân thả tôi đi, còn đưa bằng chứng phạm tội cho tôi. Mấy người nói xem, có phải là rất kỳ lạ hay không? Còn có chuyện như vậy nữa hả? Tên Nguyễn Minh Luân này, ngay cả cách này cũng nghĩ ra được. Anh ta rốt cuộc muốn làm gì? Nên tôi nghi ngờ rằng đây là kế hoạch thoát thân mà tên Nguyễn Minh Luân thật đã suy nghĩ ra. Giả thì không thể thành thật được. Tôi nhất định phải khiến anh ta lòi ra đuôi chuột. Có chắc không? Được. Sếp, có chuyện rồi. Nguyễn Minh Luân lén chạy ra ngoài rồi, còn mua đồ nữa. Người dân phát hiện, đã báo cho chúng ta. Tất cả hành động, mục tiêu là Nguyễn Minh Luân. Nguyễn Minh Luân. Lão đại, sao cô còn đi theo tôi nữa? Không có thời gian nói nhiều nữa đâu. Bây giờ có người đang bắt anh, đi theo em. Có chuyện gì vậy? Mau đi. Lão đại, thanh tra Phạm, anh đến rồi à? Tôi nói này, chúng tôi đều là chỗ làm ăn ngay thẳng. Chúng tôi không làm chuyện gì phạm pháp đâu. Không phải vì chuyện này, chúng tôi đến đây là để tìm người. Làm ơn tránh ra một chút, đừng trì hoãn công việc của chúng tôi. Thanh tra Phạm, nếu là tìm người thì mời đi bên này. Tìm thấy chưa? Phòng cuối cùng rồi. Tôi không tin anh ta có thể mọc cánh bay đi được. Không được cử động, giơ tay lên. Thanh tra, anh có cần phải vậy không? Chúng tôi đều là người dân bình thường, hát hò tí thì có sao đâu. Mọi người hát tiếp đi. Để tôi xem ai dám hát. Anh đấy, ngồi xuống. Thanh tra, còn nhà vệ sinh. Có ai không?
có ai ở trong không? Ôi trời, ra ngoài. Không có ai, chỉ có một người phụ nữ đang thay quần áo. Rút lui. Lão đại, ra ngoài đi, họ đi cả rồi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Cực khổ rồi. Có thể làm việc cho lão đại là vinh dự của tôi. Lão đại, mũi của anh. Không sao đâu. Cậu bảo bọn họ đi trước đi. Vâng. Này, mọi người có thể đi được rồi. Lão đại. Lão đại, anh đẹp trai quá. Lão đại. Lão đại. Lão đại. Đi đây, lão đại. May mà quán karaoke này còn nằm trong phạm vi quyền lực của chúng ta. Đúng vậy. Cảm ơn lúc nãy cô đã hợp tác với tôi. Không cần cảm ơn. Nếu không phải do anh nghĩ ra chiêu này, hai chúng ta sao có thể thoát thân được. Đúng vậy. Đúng rồi. Tôi phải xin lỗi về những gì tôi đã nói với cô lúc trước. Em đã nói rồi. Anh là cấp trên, em là cấp dưới. Anh mãi mãi không cần phải xin lỗi em. Cái gì mà cấp trên cấp dưới chứ? Đó là mối quan hệ giữa cô và Nguyễn Minh Luân, không liên quan gì đến thỏa thuận giữa chúng ta. Chỉ cần anh đồng ý thì nó cũng có thể trở thành thỏa thuận giữa hai ta. Cô đang làm cái gì vậy? Ý cô là sao? Vừa rồi anh hoàn toàn có thể cầu cứu Phạm Tuấn, nhưng anh không có. Là vì em. Đúng không? Tôi, anh muốn tha cho em. Đúng không? Phùng Ngân, anh không nỡ để em hy sinh. Vậy nên bây giờ chúng ta thật sự là đồng bọn rồi. Đúng không? Tiểu Diệp, đỡ hơn nhiều chưa? Lúc nãy, những lời gã điên đó nói, em đừng để tâm. Hai ngày tới, anh sẽ không đi làm, mà sẽ ở nhà với em. Em đã khỏe hơn nhiều rồi. Anh ơi, anh đã chăm sóc cho em lâu như vậy rồi, không cần ở bên em nữa đâu. Ngày mai, anh vẫn nên đi làm đi. Yên tâm đi, trong nhà vẫn chưa đến mức không có gì để ăn. Trong nhà thực sự sắp không còn gì để ăn rồi. Anh ơi, anh không cần lo cho em đâu. Một mình em vẫn ổn. Giúp đỡ chú Dũng là đã đủ lắm rồi. Giờ mình còn phải giúp tên chú Dũng đó đi làm nữa. Được. Cuộc phẫu thuật này thành công hơn mình nghĩ. Lần này nhất định có thể che mắt thiên hạ. Lão đại, cuộc phẫu thuật rất thành công. Chỉ là, nói đi, chú Dũng còn có một cô em gái mới phẫu thuật nên cần một khoản phí. Nếu như lấy tiền công ty trả khoản phí này, sẽ khiến người khác nghi ngờ. Phí phẫu thuật bao nhiêu? 200 ngàn. Tên chú Dũng này quả nhiên là một tên phế vật. Tôi còn tưởng là cần nhiều tiền lắm chứ. Tôi có thể để cô ta đi đời trên bàn mổ. Tên cô ấy là gì? Chu Diệp. Được rồi, mạng của Chu Diệp này coi như là thủ lao từ việc tôi sử dụng khuôn mặt của Chu Dũng. Cho nhiều quá sẽ nghi ngờ. Lão đại, anh cầm cái đồng hồ này dùng tạm đi. Ra ngoài đi. Cho dù chỉ là khuôn mặt tệ hại của Chu Dũng, thì Nguyễn Minh Luân tôi cũng nhất định sẽ nông sơn tái khởi.
xem đi. Trị giá bao nhiêu tiền? Ý gì đây? Đây là chiếc đồng hồ cả triệu tệ đấy. Anh nhẹ tay chút đi. Hiện tại nó còn không bằng một nửa giá gốc. Yên là sao? Lên giọng cái gì chứ? Những người đến đây thì nửa cái mạng đã nằm trong quan tài rồi. Mặc cả với tôi sao? Rác rưởi. Để tôi đưa anh vào quan tài trước. Làm gì đấy? Nếu không thì tìm chỗ khác mà bán đi. Cậu có hiểu cái gì gọi là thị trường người bán không hả? Vậy trị giá bao nhiêu? Anh ra giá đi. Chỉ có 1 triệu sao? 1 triệu cái gì? 100 ngàn. Bán gấp, chỉ có giá này thôi. 200 ngàn. Một xu cũng không thể thiếu. Tên nghèo nàn. Anh cũng biết con người tôi đây. Như cá ươn tôm thối. Chỉ có một cái mạng quen. Có thể làm ra chuyện gì? Tôi cũng không biết đâu. 200. Tôi sẽ lấy ngay. Anh đã giúp em rất nhiều rồi. Em cũng phải phấn chấn trở lại. Không thể tiếp tục chán nản như vậy nữa. Em yên tâm. Không phải chỉ là kiếm tiền thôi sao? Ngày mai anh sẽ đi làm. Đúng là hổ lạc đồng băng, bị chó khinh khi mà. Tên Chu Dũng này làm cái gì vậy? Chả trách những người trẻ tuổi này, vẫn là nhân viên quen. Không ngờ mình lại đổi mặt với một người như vậy. Năng lực của thằng nhóc này sao đột nhiên tiến bộ vượt bậc đến như vậy? Giám đốc, dựa vào kế hoạch này, tôi chắc chắn có thể kiếm thêm hàng chục triệu cho công ty. Tốt, Tiểu Chu, tôi sẽ đem nó cho sếp xem. Cậu về trước đi. Còn chờ gì nữa, tôi bây giờ muốn nói chuyện với sếp. Sếp bây giờ đang mở cuộc họp, về đợi trước đi. Sếp họp xong tôi sẽ gọi cậu. Một kế hoạch tốt như vậy, tất nhiên chỉ có tôi mới có thể viết ra. Vương Tổng, kế hoạch này rõ ràng là tôi viết. Dựa vào đâu mà là của Phạm Vũ? Tiểu Chu, đây đều là những gì tôi viết. Cậu đừng có mà nhận vơ. Phạm Vũ, anh dám trộm kế hoạch của tôi? Ai ăn trộm kế hoạch của cậu chứ? Cái này là do tôi viết mà. Đây là văn phòng của tôi, đừng cãi nhau nữa. Muốn cãi thì ra ngoài cãi nhau đi. Thật xin lỗi Vương Tổng, người của tôi không hiểu gì cả. Làm phiền ông nghỉ ngơi rồi. Chu Dũng, cậu còn cần công việc này không? Bây giờ cậu đi với tôi. Nếu anh lại muốn động vào tôi sẽ xử đẹp anh. Chu Dũng, không muốn làm thì cút cho tôi. Một lũ đề tiện. Biết vậy sớm đánh hết các người rồi. Kém cỏi thì vẫn là kém cỏi. Đến tiền uống rượu cũng không có. Chính là cô ấy. Đừng để cô ấy chạy mất. Các người là ai? Anh trai cô nợ tiền, nên đã lấy cô để gán nợ rồi. Nợ tiền? Anh trai tôi không phải người như vậy. Cứu mạng. Đưa cô ấy lên xe cho tôi. Tối nay tôi sẽ thử hàng trước. Để tôi trước cho. Cứu mạng, anh ơi. Chúng ta đi. Nhanh lên xe thôi. Đại ca xin tha mạng. Đại ca, xin tha mạng. Anh thật là lợi hại. Đại ca, tôi sai rồi. Đừng đánh nữa đại ca. Biết sai rồi. Hai người còn dám làm khó em gái tôi. Một lũ thú vật các người, rác rưởi, cút đi. Đại ca,
Tôi biết tôi sai rồi. Nếu biết anh đánh giỏi như vậy, sao chúng tôi dám đòi nợ anh chứ? Đại ca, tôi sai rồi. Anh ơi, đừng đánh nữa. Đánh nữa là lớn chuyện đấy. Bọn họ chưa làm gì em cả. Tôi sai rồi đại ca. Được. Hôm nay là vì nể mặt em gái của tôi, nên tôi tha cho hai người đó. Cảm ơn. Anh, đừng giận nữa. Chúng ta về nhà thôi. Được. Đi thôi, cảm ơn đại ca. Có đau không? Em sẽ nhẹ tay. Không đau. Vết thương nhỏ này không tính là gì cả. Anh ơi, từ khi nào mà anh nợ tiền người ta vậy? Anh bị đổ nợ do kinh doanh. Chúng ta ở bên nhau cả ngày lẫn đêm. Chưa bao giờ nghe anh đang kinh doanh cái gì. Anh nợ cờ bạc ở bên ngoài. Thế nên anh bán em để trả nợ sao? Không phải, Tiểu Diệp. Em đừng khóc mà. Từ khi nào anh có thói quen xấu đánh bạc vậy? Anh bịa thôi, anh lừa em đó. Thực ra là trước đây em làm phẫu thuật, cần tiền phẫu thuật, nên anh mới hỏi mượn bọn họ. Chuyện lớn như vậy, sao anh lại tự gánh vác một mình? Tại sao anh không thương lượng với em? Tiểu Diệp, đừng khóc nữa. Là lỗi của em liên lụy đến gia đình. Ngày mai em sẽ đi làm, kiếm tiền trả nợ. Em vừa mới phẫu thuật xong, đi làm cái gì chứ? Em không cần phải trả nợ. Nhưng mà gia đình đang khó khăn, em không thể không quan tâm được. Em không cần quan tâm. Em đó, phụ trách ở nhà tịnh dưỡng cho tốt. Về chuyện tiền bạc, anh sẽ tìm cách. Nhưng em cũng muốn không có nhưng gì hết. Chỉ có kẻ hèn mới cho phụ nữ trả thay. Anh, gần đây anh trở thành một con người khác. Thế sao? Khác? Ở chỗ nào cơ? Anh trai, có phải khoản nợ của gia đình khiến anh căng thẳng quá độ không? Anh hoàn toàn trở thành một con người khác. Còn nữa, từ khi nào anh học cách đánh nhau vậy? Đánh lợi hại như vậy? Gần đây anh bị áp lực quá, thế nên là có chút cáu kỉnh. Đây, nhìn lợi hại như vậy thôi, đều là đẹp mắt cho có thôi. Anh đặc biệt học hỏi từ đồng nghiệp. Tất cả là do em không tốt. Tiểu Diệp, tin tưởng anh, anh trai sẽ không sao. Những gì mà Chu Dũng mất, mình sẽ giành lại tất cả. Chu Dũng, cậu muốn làm gì đây? Vương Tổng, xin vui lòng cho tôi 2 ngày. Hợp đồng với La Tổng, hãy để tôi làm. Phạm Vũ, còn không làm được. Lẽ nào cậu có thể làm được sao? Tôi đảm bảo với ông, nếu như tôi không làm được, tôi lập tức cút khỏi công ty. Cậu như vậy mà dám liều lĩnh quyết định nhỉ? Nếu bị đuổi việc thì không bồi thường gì cho cậu đâu. Vương Tổng, ông cứ chờ mà xem. Chuyện bảo các người điều tra thế nào rồi? Đại ca, La Tổng mà có thời gian là sẽ đi đến đây giải trí một chút. La Tổng ở chỗ đó vui chơi dữ lắm. Không chơi phụ nữ đến mức hỏng người thì tuyệt đối không dừng tay đâu. Loại háo sắc này dễ đối phó nhất. Đợi đến khi ông ta say đến không biết trời trăng, chụp mười mấy tấm hình, như vậy không phải nắm được đuôi rồi sao? Cao tay. Đi đi. Đem cái này cho khách phòng số 7. Phim được dịch, thuyết dạ minh vâng. Và lồng tiếng tại phim châu Á. Đây không phải là em gái của lão đại sao? Bên này. Không ổn. Đây không phải là dê vào miệng hổ sao? Chúng ta nhanh thông báo cho lão đại đi. Đi thôi. Thưa ông, tôi sẽ ra ngoài trước. Nếu cần ông cứ gọi tôi là được. Em gái này đẹp đấy chứ?
là tổng chúng ta thích dạng như này. Lại đây, đừng chạm vào tôi. Mau qua đây ngồi, anh làm gì vậy hả? Thả tôi ra. Em gái này không tồi nhỉ. Quản lý ở đây, biết chọn người thật đấy. Quản lý bảo tôi vào đây, đưa đồ ăn thôi. Tôi phải ra ngoài đi làm nữa. Quản lý gọi em vào đây chính là để em vui vẻ với anh đấy. Đừng có chạm vào tôi, các người dám làm vậy với tôi, anh tôi sẽ không tha cho các người đâu. Bỏ tôi ra, anh ơi. Thả tôi ra đi, thằng cờ hó này. Anh ơi, đám cờ hó này, có phải chúng bay phối hợp với nhau chơi tao đúng không? Có phải tụi nó bắt nạt em không? Anh lấy mạng tụi nó. Đừng mà anh. Chúng ta gặp ở đâu rồi phải không? Phạm Vũ là giám đốc của cậu đúng không? Chúng ta từng đi ăn cùng nhau rồi. Cậu có phải là Tiểu Chu không? Chút chuyện nhỏ thôi, cần thiết phải động tay động chân không? Người như các cậu, tôi gặp nhiều rồi. Đừng nhìn tôi như thể tôi thích em gái cậu. Em gái cậu thì đáng mấy xu chứ. Yên tâm, tôi thích em gái cậu là phúc của em gái cậu. Tôi sẽ đối tốt với em cậu. Dự án của công ty cậu, bây giờ tôi đồng ý. Ngày mai chúng ta sẽ ký luôn. Yêm là muốn tôi bán em gái tôi. Tôi nói này, đầy người bán vợ, bán con gái cho tôi đấy. Nhiều lắm. Đừng, đừng mà anh. Thằng cờ hó này, mày điên hả? Dám đánh tao hả? Đơn hàng 80 triệu cho tụi mày làm, lại còn dám đánh tao nữa. Ai mà thèm. Ký hợp đồng với loại đê tiện như ông. Thằng nghèo nàn, không biết trời cao đất dày. Đừng có mà hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận không cho ông đăng xuất hả? Cút khỏi mắt tôi. Anh bình tĩnh. Anh ơi, mình về nhà thôi. Về thôi. Anh này, sao tự dưng anh trở nên nóng nảy như vậy? Đánh nhau không giải quyết được vấn đề. Đám người đê tiện đó, không đánh tụi nó không chừa. Đứa nào đứa nấy đều thiếu đòn như nhau. Anh ra tay đánh La Tổng, thật sự không có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ lại cho mắt nhìn hắn bắt nạt em sao? Lại là em liên lụy anh. Tiểu Diệp, sao em lại bị quản lý của phòng hát lừa đi làm bán thời gian vậy? Nghe là biết lừa mấy đứa học sinh rồi, là em ngu ngốc. Nhưng em cũng muốn gánh vác phần nào áp lực với anh mà. Cũng không thể trách cô ấy được. Phải dỗ trước đã. Không sao mà. Em xem, anh vẫn lành lặn mà. Từ từ sẽ có tiền thôi. Tin vào năng lực của anh đi. Được cười thật, mình thật sự xem cô ấy là em gái mình thật rồi. Anh này, cảm ơn anh. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói mấy lời thừa thãi. Em đi mua gì đó cho anh ăn nhé. Thôi, để anh đi cho. Em có muốn ăn bún ốc không? Kỳ lạ. Không phải trước kia anh ấy ghét nhất là bún ốc sao? Em ăn. Mình nhất định phải bắt tất cả những người làm hại mình phải trả giá đắt. Số ảo với máy đổi giọng. Vừa hay là nghề của mình, cũng khá là quen thuộc. Alo, chào anh Phạm. Ở đây có một gói hàng của anh, cần anh xử lý. Mời anh nhấp vào. Đường liên kết trong tin nhắn. Vui lòng nhập mã xác minh cho chúng tôi, sau đó tiền hoàn sẽ được chuyển cho anh ngay. Vui lòng làm theo các bước được hướng dẫn. Phiền quá đi, sao mà phiền thế. Tôi đã làm theo rồi, tiền hoàn đâu? Trong vòng 1 đến 3 ngày làm việc, sẽ hoàn lại, chúc anh một đời hạnh phúc bình an. Tốt lắm. Cá cắn câu rồi. Đây không phải là Chu đại thiếu gia, người lập quân lạnh trạng đây sao? Sao thế? Sao còn chưa thu dọn đồ đạc, cuốn gói cút đi nữa? Đợi người ta mời cậu đi hả? Chu đại thiếu gia, tôi nghe nói em gái cậu đã đi bán thân để trả nợ hả? Tôi đề nghị anh đừng có đi nói lung tung mấy chuyện không có căn cứ. Có nghèo đến mức như vậy không? Hay là cậu gửi hình em gái cậu qua cho tôi để tôi xem thử. Lỡ đâu mà tôi thích, tôi có thể đối xử tốt với nó đấy. Gọi cậu một tiếng anh vợ. Phạm Tổng, anh làm trò bẩn thỉu thật đấy. Các người đang nói gì vậy? Anh tự xem đi.
Không, cái này không phải thật, không phải là thật. Tôi chưa bao giờ tiết lộ tài liệu mật của chúng ta cho La Tổng cả. Chuyện này có phải cậu làm không? Tôi có bao giờ chạm vào điện thoại của anh đâu, sao mà tôi làm gì được? Lịch sử trò chuyện đó là tôi phát hiện ở trong điện thoại của La Tổng. La Tổng, cậu cố ý giăng bẫy tiếp cận La Tổng để hãm hại tôi đúng không? Phạm Vũ, mọi chuyện đã rõ rành rành rồi, anh còn nhiều lời làm gì nữa? Phạm Vũ, công ty quẻ này không dám giữ chân nhân vật lớn như cậu nữa. Xin phép mời cậu đi cho. Chu Dũng, đồ đê tiện, cậu không xong với tôi đâu. Chu Dũng đã bắt được nội gián trong công ty. Vị trí của Phạm Vũ sẽ do cậu đảm nhiệm. Các cô các cậu phải cố gắng phối hợp với giám đốc Chu xử lý tốt công việc nhé. Vật hoàn cố chủ. Mình nói mà, Nguyễn Minh Luân này không thể là một kẻ thất bại. Phim được dịch Thuyết Minh. Anh về rồi hả? Tiểu Diệp, anh có tin tốt cho em đây. Anh này, em có mua bún ốc cho anh, em lấy cho anh nhé. Được, đúng lúc anh đang đói. Anh thử một miếng đi. Nó hôi lắm. Thử đi mà, một miếng thôi. Em đừng có mang nó qua đây. Cả đời này sẽ không có chuyện anh ăn cái này đâu. Ngon thế cơ mà. Anh đúng là không biết thưởng thức gì cả. Tiểu Diệp, anh là anh em đây. Anh là Chu Dũng đây. Anh biết những lời anh nói lúc này em sẽ không thể tin, nhưng anh không có thời gian, không giải thích hết được. Em đang gặp nguy hiểm, em phải đi với anh ngay. Thả em gái tôi ra. Anh ấy quả nhiên không phải anh mình. Anh, bún ốc của anh đây. Đưa anh đũa. Tiểu Diệp này, sao em không bỏ thêm ít đồ ăn nữa vào đây? Đồ ăn gì chứ? Chỉ một bát bún ốc có nhiêu đây, sao anh ăn đủ chứ? Anh được thăng chức rồi, em vui không? Tất nhiên, đương nhiên rồi. Anh trai được thăng chức, chúng ta sẽ không phải sống cực khổ nữa. Vốn dĩ anh cũng không thích sống cực khổ, chỉ là sống khổ lâu rồi nên cũng thấy quen. Phim được dịch Thuyết Minh. Tiểu Diệp, anh muốn ăn thêm một bát nữa. Được thôi. Em gái ngoan của anh, em đang gọi điện cho ai vậy? Em còn cái này nữa sao?
Xem ra, em đã chuẩn bị từ trước rồi. Tôi đã tìm thấy cái này ở trong phòng. Rốt cuộc anh là ai? Anh trai tôi đâu? Biết cách bắn không? Em gái của tôi. Nổ súng bắn anh. Không có gì khó cả. Cô không giống loại người như tôi. Tốt nhất đừng đụng vào thứ này. Không được qua đây. Nếu không tôi sẽ bắn đó. Nếu anh cứ tiến lên tôi sẽ bắn đó. Cơ hội chỉ có một lần. Bỏ lỡ thì không còn nữa. Bây giờ súng đã trong tay tôi. Người nổ súng là tôi. Rốt cuộc anh đã giấu anh trai tôi ở đâu? Cuộc sống của cậu ta bây giờ sướng hơn tôi nhiều. Anh chính là một tên điên khùng, độc ác vô lương tâm. Có ai không? Bây giờ tôi ra mở cửa. Nếu cô vẫn muốn gặp lại anh trai mình thì hãy ngoan ngoãn cho tôi. Anh Chu, tôi là Phạm Tuấn, thuộc đội điều tra đặc biệt. Mong anh hợp tác điều tra với chúng tôi. Thanh tra sao? Tôi với em gái tôi đều là công dân tốt. Có chuyện gì để điều tra chứ? Cô Chu cũng có nhà hả? Vậy thì tốt. Tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy. Mời anh Chu tránh qua một bên. Mời vào. Chờ một chút. Em gái tôi có hơi nhút nhát. Hy vọng thanh tra đừng làm em ấy sợ. Anh cứ yên tâm. Tôi tự có chừng mực. Vậy thì làm phiền thanh tra rồi. Cô Chu. Chu Dũng là anh trai cô sao? Đúng vậy. Cô có phát hiện anh trai cô dạo gần đây có gì kỳ lạ không? Tôi không thấy. Vậy cô có phát hiện ra chỗ nào đáng ngờ không? Tôi trước giờ vẫn luôn sống chung với anh ấy. Không phát hiện ra chỗ nào đáng ngờ cả. Được. Xem ra là tôi đến muộn rồi. Thanh tra, anh không hỏi nữa sao? Đã không còn cần thiết nữa. Cảm ơn cô. Thanh tra, đã xong rồi sao? Tôi thấy sắc mặt của em gái tôi không được tốt lắm. Hay là hôm nay đến đây thôi. Tôi nghĩ trước khi tôi vào đây, sắc mặt của cô ấy đã không tốt rồi. Chắc là không phải do tôi nhỉ. Anh em cãi nhau mà thôi. Vậy tôi không làm phiền nữa, đi trước đây. Đúng rồi. Nếu như Chu Dũng lại bắt nạt cô, nhớ nói với tôi đó. Em ấy cũng bắt nạt tôi đâu kém. Vậy tôi đi trước đây. Hai người cũng tốt thật. Đúng lúc tôi đang đói. Cái này là em gái tôi làm cho tôi. Tiểu Diệp, anh không có chơi gì đâu. Lỡ nói đồ em làm không ngon, em đừng chấp nhận anh nha. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim Châu Á. Đi đây. Đi thong thả. Anh thật sự đã ăn rồi sao? Bên trong bát bún. Rốt cuộc cô đã bỏ gì vậy? Chỉ là bỏ một chút thuốc mê. Cô có biết loại thuốc mê này sẽ có tác dụng đó chứ? Anh bỏ tôi ra. Anh tỉnh táo lại đi. Anh đi đâu vậy? Phạm Tuấn có thể vẫn còn ở bên ngoài đó. Không phải cô muốn báo cảnh sát bắt tôi sao? Còn quan tâm tôi làm gì nữa? Đó là chuyện của sau này. Bây giờ anh đang gặp nguy hiểm. Đúng là em gái ngoan của tôi. Cô lo tôi ra ngoài gặp nguy hiểm, hay là sợ tôi ra ngoài làm hại người khác? Đều không phải.
Nếu như không được hại người khác, vậy tôi đành phải. Đồ bị ổi. Mặt của anh trai tôi, thế mà lại bị anh dùng làm chuyện này. Thật là ghê tởm. Cô ra ngoài đi. Cứ nhốt tôi ở trong phòng, không được vào. Ra ngoài đi. Anh sao rồi? Tôi không ra ngoài được. Cô không cần quan tâm tới tôi. Như vậy thì cô sẽ an toàn. Chu Diệp, nếu cô muốn gặp anh trai của mình thì đừng có giở trò nữa. Không ngờ rằng mình lại mềm lòng với cô ấy. Lần theo manh mối của Chu Diệp, vụ án lừa đảo này đã có phát hiện mới. Người này mới là Nguyễn Minh Luân thật sự. Cái quái gì thế này? Chu Dũng mà mọi người thấy bây giờ không phải Chu Dũng thật. Hắn chỉ mang khuôn mặt của Chu Dũng, còn thân phận thực sự của hắn là kẻ lừa đảo Nguyễn Minh Luân. Nếu như trước mắt chúng ta là Nguyễn Minh Luân, vậy Chu Dũng thật đã đi đâu? Nếu đoán không sai, Chu Dũng thật sự đang ở trong ổ lừa đảo, chờ đợi trở thành kẻ bán muối thay cho Nguyễn Minh Luân. Vô lý vậy sao? Chúng ta phải chấm dứt trò hề đổi mặt này. Toàn bộ kiểm tra trang bị, tập trung thu lưới. Đại ca, đại ca, anh có sao không? Tháo ra. Tránh ra, tránh ra đi. Mắc quá đi mất. Phim được dịch, thuyết minh và lồng. Chuyện bảo hai người điều tra ra sao rồi? Điều tra ra rồi. Lần này Nguyễn Minh Luân đi ra ngoài, gặp một cô gái tên là Chu Diệp. Cô gái này còn trẻ, trước đây từng bị tai nạn xe một lần. Từ khi nào anh ta đối xử tốt với con gái như thế? Tôi còn phát hiện ra Nguyễn Minh Luân lần này còn bị thất bại thảm hại. Không đúng, tôi phải đi gặp cô gái này. Anh Thành, anh đi trước đi, chúng tôi sẽ giúp anh chặn bọn chúng lại. Đi thôi. Anh là ai? Anh định làm gì? Tôi làm gì? Nói vài câu với anh trai yêu dấu của cô đi. Anh trai, anh thật sự là anh sao? Là anh thật sao anh? Anh trai, Lâm Tân Thành, có chuyện gì thì nhắm vào tôi này. Cậu nhanh chóng thả người ra cho tôi. Tôi còn tưởng là ai nữa chứ. Hóa ra là tên giả mạo này. Đừng nói nhảm nữa, thả người ra cho tôi. Có bản lĩnh thì đến đây cướp đi. Trước đây là anh may mắn có thể giả làm Nguyễn Minh Luân lâu như vậy, nhưng bây giờ các anh em không nhận tên giả mạo anh nữa. Nói nhảm cái gì vậy? Này Phùng Ngân, cô ở cùng với tên giả mạo này thì làm sao có tương lai? Chi bằng ở cạnh tôi này,
làm người phụ nữ của tôi. Lâm Tân Thành, tôi thích ai không cần anh quan tâm. Nếu như vậy thì tôi chỉ có thể ra tay với cô ấy. Đừng. Đừng mà, tôi sẽ không tha cho cậu. Thử xem. Tới đây. Tới đây đi. Ông đây nói cho mày biết, những chuyện mà hai người đã gây ra với tôi sẽ trả lại cho các người gấp đôi. Lâm Tân Thành, rốt cuộc anh muốn cái gì? Ném ra qua đây. Quỳ xuống. Sự tiếng chó đi. Nằm mơ đi. Phùng Ngân, đừng nghe cậu ta. Anh nói xem, nếu trên khuôn mặt xinh đẹp này có thêm cái lỗ thì sao đây? Làm ma cũng bị chê xấu nha. Ném qua. Phùng Ngân, đừng quỳ. Lâm Tân Thành, người phụ nữ của tôi, em gái của tôi, không đến lượt cậu ở đây khoa tay múa chân. Thừa nhận rồi sao? Đây là em gái của anh. Vậy có nghĩa là anh không phải là Nguyễn Minh Luân. Lâm Tân Thành, làm trò đủ chưa? Người không biết, còn tưởng cậu trung thành với tôi lắm đấy. Nguyễn Minh Luân, không phải cậu kiếm tôi sao? Nguyễn Minh Luân tôi, tới rồi đây. Coi như cậu vẫn giữ được cái mặt này. Nhưng mà tâm phúc của tôi, từ khi nào trở thành người phụ nữ của cậu vậy? Lão đại, Nguyễn Minh Luân, chuyện này chúng ta nói sau đi. Điều quan trọng bây giờ là cứu em gái. Tôi cần cậu nhắc sao? Tân Thành, có việc gì thì nhắm vào tôi, đừng chút giận lên phụ nữ. Phim được dịch cũng đông đủ đấy chứ. Tại phim châu Á. Được rồi, đến rồi thì đừng đi nữa. Đừng trách tôi bị đông bắt nạt yếu. Anh, mọi người mau đi đi, đừng quan tâm tới em. Ra tay đi, đừng để chúng thoát. Khoan đã. Ai nói chúng tôi ít người? Lão đại, xem tôi dẫn ai tới đây. Ý đông bắt nạt yếu sao? Tưởng Thanh Long bang chúng tôi không còn ai nữa sao? Chỉ cần lão đại ra lệnh, Thanh Long sẽ trung thành nghe theo. Không ngờ thằng danh cậu cũng có một chút thiên phú làm lão đại đấy. Xông lên. Lâm Tân Thành, đừng tới đây. Còn bước tiếp nữa, tụi bay đừng mơ mà sống sót. Lâm Tân Thành, cậu thả em gái tôi ra. Thả cái đầu anh đấy, tôi sẽ lấy mạng cậu. Đừng động đậy. Nguyễn Minh Luân, chiêu vây sầu thoát xác của anh chơi có vẻ vui nhỉ. Lâm Tân Thành, cái tên điên khùng này, tôi còn muốn điên hơn nữa đấy. Nguyễn Minh Luân, tôi nói cho anh biết, đời này tôi ghét nhất chính là anh. Cứ ra vẻ ta đây đệ nhất thiên hạng, tôi không phục. Tôi nói lại một lần cuối, thả cô ấy ra. Sao gấp vậy? Có vẻ anh quan tâm quá nhỉ. Chỉ là không biết anh coi cô ấy là em gái hay là cái khác.
Rốt cuộc là cậu muốn cái gì? Nguyễn Minh Luân, tại sao tôi lại thích cái dáng vẻ vừa vội vừa sợ của anh đến thế này? Lâm Tân Thành, đừng có giở trò ở đây nữa, anh không thoát nổi đâu. Lâm Tân Thành, như vậy đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Cậu thả em gái tôi ra trước đi. Anh ơi, trước đây là em đã trách lầm về anh. Tiểu Diệp, hai đứa tụi bây còn ở đây chơi cho anh em sao? Lâm Tân Thành, con dám đụng vào cô ấy, tôi diệt cả gia đình cậu. Được, không đùa nữa. Nguyễn Minh Luân, 50 triệu trong 5 phút gửi vào tài khoản nước ngoài của tôi. Tôi hứa không quan tâm chuyện tình nam nữ các người. Được, hãy nhớ những gì cậu nói. Bây giờ tôi chuẩn bị. Alo, chuẩn bị cho tôi 50 triệu ngay. Tôi cần dùng bây giờ. Anh làm gì vậy? Anh đang làm cái quái gì vậy? Anh thật sự điên thiệt nó rồi. Anh thật sự cho rằng anh đang cầm súng sao? Các người cũng thiệt là ăn ý đấy. Em không sao chứ? Em vẫn ổn. Cảm ơn anh. Nguyễn Minh Luân, rốt cuộc anh đã làm gì Tiểu Diệp vậy hả? Tất cả mọi người đứng im. Bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay ra sau đầu. Nguyễn Minh Luân, anh ơi, Nguyễn Minh Luân chờ một chút. Tôi hỏi anh, lúc làm phẫu thuật, anh trai tôi không có ở đó. Anh vốn dĩ không cần phải giúp tôi. Anh giúp tôi là vì cái gì? Là vì kế hoạch của tôi. Không liên quan gì đến cô hết. Vậy tại sao anh đồng ý đưa 50 triệu kia chứ? Tôi nghĩ là tôi không còn đủ tư cách trả lời câu hỏi này nữa. Để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, không ngại ngần trở thành một người khác. Anh không mệt sao? Đừng tiếp tục sống những ngày tháng thế này nữa. Sống như người bình thường cũng có thể sống tốt mà. Em không trách anh sao? Em sẽ đợi anh trở về, rồi một lần nữa nói cho anh biết. Được rồi Nguyễn Minh Luân, đến giờ đi rồi. Đi thôi. Đi. Tôi đã nói tên tôi là Tiểu Ngân. Anh vĩnh viễn không cần phải nói cảm ơn với tôi. Được. Tiểu Ngân. Phim được dịch, thuyết minh và xin lỗi anh tại phim châu Á. Vì đã liên lụy tới anh và Chu Diệp. Tiểu Ngân, thực ra anh
có vài chuyện em bắt buộc phải xử lý. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cặp anh em ngốc như hai người họ. Có lẽ bọn họ thực sự cam tâm tình nguyện đó. Ân oán tình thù này ai có thể nói rõ chứ? Đi thôi. Tiểu Ngân, cảm ơn em. Dù có qua bao lâu, anh cũng sẽ đợi em trở về. Chị dâu, chị đã về rồi. Chúng em đang đợi chị về ăn cơm đây. Đang làm món ngon gì vậy? Bún ốc nóng hổi đây. Ăn một miếng đi. Cái món gì mà khó ngửi vậy? Cái này cực kỳ ngon, thử một miếng đi. Thôi không thử được đâu, quá thối rồi.